Gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phai gốc không có bị chèn nhẹ. Chia sẻ lên Zalo và Facebook cho mọi người biết đến Thuận quá nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phai gốc không có bị chèn nhẹ.